Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Mai Tài. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục làm series hát cùng người lạ cho các bạn. Thì với cái đàn guitar Sao Mai này thì ngày hôm nay thì không biết là mình sẽ làm quen được với bạn nữ nào xinh không đây. Và trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình một like và một share ở video nhá. Và nhớ subscribe Mai Tài Official nữa. Và bật mí là trong thời gian tới một vài ngày nữa thôi là mình sẽ về Hà Nội để đón Tết. Thì sẽ có một vài số ở Hà Nội nữa, thì hy vọng các bạn sẽ đón xem nha. Và đây là những số cuối cùng trong năm nay của mình tại Sài Gòn, và hy vọng là các bạn có thể đón nhận. Ok, thôi không lên thuyền nữa, bây giờ thì vào video thôi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Em ơi, anh ngồi đây hát có làm phiền em không? Anh sợ ngồi đây hát to có làm phiền em. Cho anh ngồi đây tập đàn nhỉ. Em có phải thích đeo đàn hay sao ấy nhỉ? Thế cho anh ngồi cạnh đi. Em có đang ngồi đợi ai ở đây không? Em đợi bạn à? À, thế cho anh ngồi đây chờ một tí. Em hôm nay tại nhà anh gần đây, anh hay ra đây anh tập đàn lắm. Tuy nhiên thấy em ngồi mình ở đây nên là anh cũng ngồi đây đàn hát một tí. Hôm nay nhiều người ngồi ghế đá quá nên là không có chỗ ngồi nên anh mình ngồi đây. Em tên là gì đó? Phương à? Anh tên là Tài. Nhìn em chắc đang đi học nhỉ? Em học năm mấy rồi? Năm nhất à? Năm nhất là 2K3. Anh hơn em 10 tuổi đấy. Anh 93. Già rồi. Em học trường gì đấy? Em học tài chính marketing. Em ở quận mấy? Ra đây sao? Tân Bình à? Ủa, Tân Bình ra đây cũng tương đối đấy. Nhưng mà được cái buổi sáng ra đây thời tiết đẹp nhỉ? Có nắng nhưng mà vẫn kiểu mát mẻ. Anh thích thời tiết Sài Gòn. Anh ở miền Bắc. Anh ở Ninh Bình. Thì trước anh học với làm việc ở Hà Nội, xong rồi anh mới chuyển công tác vào đây được hơn một năm. Và thấy thích không khí trong này quá ở đây luôn. Thôi thì em thích nghe đàn, anh tiện đàn anh tặng em bài nữa nhá. Hát em bài nhá. À, hát em bài vui vui nhá. Anh vẫn đang tìm kiếm một làn mỹ công, một vòng tay ấm áp, chờ tình giấc ngủ dài mà thấy em không bên anh, thì ra anh đã mơ về em. Rồi em tình cờ em đã đến, tựa ngàn muôn sáng cho trái tim anh đang quên. Ngàn mây đến lối dẫn bước em đi trên mưa. Biết không người ơi, ngàn đời anh mong nhớ. Và rồi ta sẽ bay lên đến nơi bầu trời, để cất tiếng nói yêu em cho tới mai sau cuộc đời. Xa là người yêu, đó chính là lời yêu em trao. Mình sẽ tới cuối chân trời miền yêu thương. Một ngày tươi sáng bên anh theo gió mấy ngàn, để hai chúng ta thương nhau cho đến mai sau cuộc đời. Xa là người yêu, lời yêu ấy xin nguyện thề hạnh phúc sẽ
chào, tình thắm thiết như mơ ngày xa, tình thắm thiết như mơ ngày xa. Ấy cảm ơn. Ban đầu nghe thì ban đầu nghe sao anh? Nghe em hơi bất ngờ nhưng mà nghe em còn bất ngờ hơn. Có nghĩa là lúc đầu không hay lắm à? Cũng hay. Cũng hay ạ. Thực ra là anh dạo này anh hay ra đây dập đàn vì cuối năm chương trình anh có công ty anh ấy. Anh đi làm ở công ty anh có cái chương trình kiểu là chuẩn bị đi thi kiểu Got Talent ấy, cuối năm ấy. Đấy, thì anh định đăng ký đi thi hát. Thì anh định đi tập. Đấy, thì em thấy bài đầu tiên thế nào? Anh định thi bài đầu tiên. Nhưng mà sao? Thấy cảm xúc nha anh. À, tại anh dành bài đầu tiên là anh đi thi vòng 1. Này có 3 vòng cơ. Đó, bài đấy anh định thi vòng 1, bài này anh thi vòng 2, kiểu giấu bài ấy. Mình bài sau mình được hát bài hay hơn. Thì anh nghĩ là bài đầu tiên như thế là cũng đủ vào rồi. Nên là giấu bài một tí. Ok ạ. Em đợi bạn lâu chưa? Thế anh có chơi với em. Mà ở đây buổi sáng đông nhỉ? Anh cũng ra đây cả buổi chiều nhưng mà anh thấy buổi sáng đông hơn buổi chiều. Chắc là thời tiết mát hơn. Công viên này rộng thật đấy. Em thấy đấy, hẹn bạn đi chơi ở hay đi đâu? À, công việc. Em là người ở đây, người ở đâu đấy? Dạ, em ở Hà Tĩnh nhưng mà em không sống ở đây. Hà Tĩnh à? Em vào đây lâu chưa? À, có nghĩa là... Nhưng mà bố mẹ cũng ở đây đúng không? Dạ, bố mẹ ở đây. À, nghĩa là gốc thì ở Hà Tĩnh, nhưng mà cũng ở đây rồi. À, vậy là miền Trung đấy. Vậy em ở đây chắc là không nói được tiếng miền Trung rồi nhỉ? Hay là bố mẹ nói, con có nói tiếng miền Trung rồi? Nói nhưng mà không giỏi lắm. Không giỏi lắm, à. Nghe thì hiểu rồi, nhưng mà không nói nhiều. Anh có mấy đứa bạn cũng để ra ở chỗ khác ấy, kiểu ở Hà Nội các thứ ấy. Quê nó cũng kiểu Hà Tĩnh, Nghệ An ấy, nó cũng không nói được sõi đâu. Kiểu là không được tập luyện nhiều ấy. Nhưng mà Tết là em vẫn ăn Tết ở đây đúng không? Hay là về quê? À, lâu lâu mới về. Các kiểu là họ hàng các thứ thì mà đợt này cũng kiểu dịch chắc ít về. Anh thì chắc là tầm 20-21 anh về Hà Nội. Tết về. Ăn Tết xong anh quay vào đây lại làm việc. Xịt Tết là về sớm. Về sớm ăn Tết sớm. Cả năm làm rồi. Anh có biết hát bài chuyện không? Chuyện rằng à? Rằng Thịnh Suy đúng không? À, có, anh biết bài đấy. Nhưng mà em thích nghe bài đấy à? Đúng rồi. Em thích nghe Thịnh Suy à? Thích nghe nhạc ED. Anh cũng hay nghe mấy cái dòng đấy. Đây để anh xem nào. Nhưng bài này anh ấy chưa thuộc lắm, chắc anh phải xem lời. Nếu em thuộc thì hát cùng anh cho vui. Em hát dở lắm. Hát dở. Anh hát tặng em nha. Quá muộn khi nói lời yêu một người, chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời. Những lời yêu sao quá khó khăn. Kìa những tháng năm dài khi ta cùng đi về này, đóa môi em cười cho ta một vết thương sâu. Những lời yêu sao nói khó khăn. Chuyện rằng mơ màng anh tạm biệt dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm đen về. Chuyện rằng năm tháng cứ trôi
chẳng thấy. Quay lại, tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai? Liệu rằng câu hát anh yêu em, tiếc sao không thêm? Khi đêm mùa bao ôm chặt em, oh I'm just a boy. Chuyện rằng mơ màng, anh cảm yêu dấu trong anh từng phút. Yên lặng là từng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em. Khi đêm đen về, chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy. Quay lại, tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai? Liệu rằng câu hát anh hay không? Ui, nhưng mà bài này hay quá nhở. Anh sẽ đi bài này luôn chung kết. Kiểu gì anh chẳng vào chung kết. Thank you em nha. Bài này hay quá. Mấy bài Thịnh Suy hay hết nhở. Mấy bài Thịnh Suy kiểu đánh guitar rất là hay. Chắc là hôm đấy thi là anh sẽ mang guitar lên thi luôn. Nhưng mà em hiền nhỉ. Nhưng mà ra kiểu công viên ngồi đã có anh nào đánh cho nghe, đàn hát cho nghe chưa? Chưa, anh người đầu tiên ạ. Anh em mình có duyên. Nhìn em rất là đáng yêu. Anh bị cô đơn. Tự nhiên nhìn thêm anh thấy cô đơn. Cho anh xin thứ bút được không? Dạ được. Anh trêu em đó. Facebook em là gì đây? Facebook của em là Thanh Phương à. Thanh Phương à? À có dấu không em? Dạ. Có dấu không? Có dấu. Mọi người, em nhìn thấy em ở đây không? Có vẻ là hơi ít bạn chung nên là chúng ta đang chưa tìm thấy nhau. Đúng rồi. Hay là em kết bạn với anh? Dạ anh tên gì ạ? Anh là Mai Anh Tài. Em search Mai Anh Tài. Mai Anh Tài. Em vào gần mọi người này. Ok, đây. Em vào Let's Fan. Em ấn nút 3 chấm đây. Anh không phải. Đúng không? Được rồi ạ. Ê, thành phần đây rồi. Ok. Anh em friend nha. Dạ. Thank you em nha. Bài cuối anh sẽ đi thi bài cuối này. Bài là bài Chuyện Rằng. Bài của em thích. em thích. Anh có Facebook của em rồi. Nếu mà khi nào ra đây chơi nữa. Nhà anh gần đây á. Này ngay chỗ chỗ nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà cũng gần đây, đi một đoạn là ra đây à? Nên là anh hay ra đây. Nếu mà khi nào ra đây muốn nghe đàn nữa thì nhắn tin cho anh. Ừ, anh mang đàn ra đàn hát cho em nghe luôn. Thế anh ngồi chơi với em một lúc nữa nhá. Khi nào bạn đến thì anh đi nha. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ cho mình một like và một subscribe ở Mai Anh Tạo Official nhá. Và nhớ subscribe kênh của mình nữa. Và thời gian tới mình sẽ quay và trở lại Hà Nội và sẽ có một vài số ở đó. Thì hy vọng các bạn sẽ đón nhận nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.